Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Thưa quý vị, nhân dịp mừng xuân mới 2022, chiều hôm qua, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Quỳnh Quốc Diệt đến thăm và chúc Tết viên chức, người lao động Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Năm qua, dù tình hình chung gặp nhiều khó khăn, nhưng Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tập thể lãnh đạo đài, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đã không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng các chương trình phát sóng, nhất là chương trình thời sự chính luận, đáp ứng nhanh và kịp thời công tác thông tin tuyên truyền trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Đặc biệt trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch, lực lượng phóng viên là một trong những lực lượng tuyến đầu, không ngại vất vả khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau trong năm qua, đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hơn nữa để phát triển vươn lên, nâng cao thu nhập cho viên chức, người lao động. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng trao tặng phần quà, chúc đơn vị năm mới nhiều thắng lợi mới. Tiếp theo là một số hoạt động thăm và chúc Tết diễn ra tại các địa phương. Thưa quý vị, hôm qua, huyện ủy Đầm Dơi tổ chức đoàn đến thăm chúc Tết các mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Tân Trung. Đến thăm các mẹ Trương Thị Nho ở ấp Bào Sen, mẹ Phạm Thị Hưởng ở ấp Tân Trung, mẹ Mai Thị Quê ấp Đồng Tâm A và mẹ Lê Thị Khương ấp Thành Vọng, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, đồng thời gửi tặng các mẹ phần quà cùng lời chúc năm mới an lành, vui tươi, hạnh phúc. Đoàn đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Hóa ở khóm 7, gia đình bà Nguyễn Thị Nhân ở khóm 4, thị trấn Rạch Gốc, là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thăm gia đình cháu Tân Ánh Nguyệt ở xã Tam Giang Tây có cha bị mất do COVID-19. Đại diện lãnh đạo huyện Ngọc Hiển chia sẻ với từng hoàn cảnh khó khăn, động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên để ổn định cuộc sống. Nhân dịp xuân về, đoàn gửi tặng các gia đình phần quà Tết cùng lời chúc mừng năm mới an vui, đầm ấm. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện U Minh vừa trao tặng 80 phần quà cho hộ nghèo ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tổng trị giá các phần quà 50 triệu đồng. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, nhiều năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện U Minh đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp Tết, để mọi người đón xuân mới trong niềm vui của sự tương trợ, giúp đỡ nhau. Quý vị thân mến, năm nay trong xu hướng khó khăn chung của dịch bệnh, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đẩy mạnh chương trình bình ổn giá. Từ các doanh nghiệp sản xuất đến các hệ thống siêu thị đều chủ động cung ứng lượng hàng hóa dồi dào với giá cả bình ổn để phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân. Đây vừa là nhiệm vụ vừa là giải pháp để kích cầu tiêu dùng cuối năm. Khác với các hoạt động quảng bá tung hàng Tết tưng bừng mọi năm, năm nay nhiều doanh nghiệp thực phẩm tập trung vào sản xuất hàng hóa theo hướng tiết giảm tối đa các chi phí để tập trung vào chất lượng. Nhiều sản phẩm ở phân khúc bình dân, giá cả vừa túi tiền cũng được chú trọng để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết. Công ty cũng nhận thấy là cuộc sống của mọi người có phần khó khăn hơn, chi tiêu sẽ thắt chặt hơn và làm sao để sản phẩm của mình vừa tiện lợi, vừa ngon nhưng mà cũng hợp với cái sức mua. Tương tự, các hệ thống siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng cường kết nối để đưa hàng Việt vào hệ thống với tỷ trọng trên 90%, vừa kiểm soát chất lượng đầu vào, vừa chú trọng đảm bảo bình ổn giá, hỗ trợ tiêu dùng. Ngoài những mặt hàng truyền thống cho Tết, các đơn vị cũng chú trọng chuẩn bị thực phẩm tươi sống thiết yếu, đặc biệt là các chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm. Trong không khí rộn ràng đón Tết đang cận kề, người dân thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bất ngờ với nhiều loại cây ăn trái được người trồng biến thành cây cảnh thu nhỏ, rất lạ mắt. Không chỉ cây quất thu nhỏ xum xuê trái nằm gọn trong chậu, đến cây đu đủ cao khoảng 1 mét quăng những trái to lớn, và cây ổi cũng được người trồng biến thành cây cảnh đầy trái. Tương tự, cây bưởi, cây táo cũng đều được thu nhỏ. Đặc biệt, những cây ớt cảnh cao chưa đầy 5 tấc triệu quả đủ màu sắc từ đỏ, vàng đến tím chen nhau đua sắc. Lạ mắt nhất là đến dây trầu cũng được người trồng biến thành cây cảnh mang đượm nét hồn quê, tạo thêm nét chấm phá trong bức tranh mùa xuân của thành phố biển Nha Trang. Quýt hồng từ lâu được xem là một loại đặc sản của huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp.
Trong vài năm trở lại đây, nhiều nhà vườn trồng quýt đã phát triển vườn thành những địa điểm du lịch thu hút khá đông khách du lịch, nhất là vào dịp lễ Tết. Vườn quýt hồng Hưng Phát là một trong năm vườn quýt hồng được cấp phép hoạt động du lịch. Ngoài được tận mắt chứng kiến những trái quýt hồng căng bóng, trĩu nặng, nơi đây còn lưu giữ lại những bức ảnh đẹp. Vào dịp cuối năm, nhiều du khách chọn du lịch miệt vườn vừa để thư giãn, tận hưởng không khí trong lành, vừa là dịp để những người thân yêu có cơ hội quây quần bên nhau, cùng nhau có những kỷ niệm đẹp. Thưa quý vị, với tinh thần vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau đã sẵn sàng trong mọi tình huống để nhà nhà đón xuân mới trong niềm vui an toàn và hạnh phúc. Đón Tết bên người thân, gia đình, bạn bè là điều mà ai cũng mong muốn mỗi độ xuân về. Nhưng với thiếu úy Võ Vũ Nghĩa thì gác lại niềm vui riêng để cùng đồng đội trực Tết. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam vì sự bình yên của Tổ quốc và nhân dân. Ở đơn vị thì chúng tôi được sự giúp đỡ của chỉ huy đơn vị luôn giúp đỡ, yêu thương, tạo điều kiện để có một cái Tết ấm no, hạnh phúc, mà trong đơn vị thì luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để an tâm tư tưởng công tác, hoàn thành các nhiệm vụ mà chỉ huy các cấp giao cho. Còn chiến sĩ Nguyễn Hoàng Khang cho rằng Tết năm nay là cái Tết khá đặc biệt, bởi đây là lần đầu tiên được đón Tết trong quân ngũ. Mặc dù không được quây quần bên gia đình, nhưng ở đơn vị vẫn luôn đong đầy tình yêu thương của đồng chí, đồng đội, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là năm đầu tiên tôi được đón Tết trong môi trường quân đội. Cũng là năm đầu tiên tôi đón Tết xa nhà. Ở đơn vị, tôi cùng các đồng đội luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, tích cực tham gia trang trí danh trại, chuẩn bị cho các hoạt động đón Tết. Tôi cảm thấy rất hào hứng và chúng tôi luôn an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, luôn rèn luyện sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai đến các cơ quan đơn vị các kế hoạch, quy định của Bộ Quốc phòng, quân khu về công tác sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ chiến sĩ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng ý chí, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Song song đó, thực hiện nghiêm công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, không để quân nhân vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, đồng thời bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thì thực hiện cái kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần của Bộ Tham mưu Quân khu, thì Phòng Tham mưu đã tham mưu cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai cho các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó thì đơn vị cũng đã thường xuyên tổ chức luyện tập các cái phương án về mặt chiến đấu bảo vệ cơ quan như phương án phòng chống cháy nổ để sẵn sàng xử lý các cái tình huống xảy ra. Đồng thời thì cũng thành lập đoàn kiểm tra đi kiểm tra cái công tác trực sẵn sàng chiến đấu đối với các cơ quan đơn vị trực thuộc. Rồi tổ chức cái lực lượng thì phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng tổ chức tuần tra kiểm soát, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để nhân dân vui xuân đón Tết. Cùng với đó, duy trì nghiêm các chế độ trực chiến, trực ban, xây dựng các phương án chiến đấu bảo vệ an toàn cơ quan đơn vị và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, đồng thời bảo đảm 100% quân số sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Ngoài ra, lực lượng vũ trang tỉnh còn phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, canh gác, chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy trong lãnh đạo xử lý hiệu quả khi có tình huống phức tạp xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2022, thì đơn vị đã triển khai các cái chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên đến từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Bên cạnh đó thì đã xây dựng đầy đủ các cái kế hoạch và phương án sẵn sàng chiến đấu triển khai cho các quân đội để tổ chức thực hiện, tiến hành điều chỉnh các phương án sẵn sàng chiến đấu của cơ quan đơn vị và tổ chức cho bộ đội luyện tập các phương án theo phương án đã xác định. Đồng thời là chuẩn bị
tốt lực lượng, phương tiện và vũ khí trang bị sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh của cấp trên. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, những nụ mai vàng đang khoe sắc, phố phường cờ hoa rợp bóng, nhà nhà đang tất bật náo nức đón xuân. Đó cũng là lúc cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau bước vào ca trực mới, một ca trực để tổ quốc được bình yên đón chào năm mới trong an lành và hạnh phúc. Với dáng vẻ oai vệ, lông mượt phủ đến tận chân, hiện giống gà Kỳ Lân đang có giá trị kinh tế cao bởi thịt chắc, ngon, giàu chất dinh dưỡng. Đây là giống gà được thế giới tôn vinh là vua của các loài gà bởi thân hình khổng lồ, có con cân nặng lên đến 20kg. Tại An Giang, một chàng trai 9X miền núi Thoại Sơn đã có nguồn thu nhập đáng kể từ trang trại nuôi giống gà ngoại nhập này. Nuôi gà Kỳ Lân từ 3 năm nay, anh Nguyễn Minh Cường là người khởi nghiệp thành công với con gà có xuất xứ từ Anh Quốc, du nhập vào Việt Nam. So với các loại gà khác, gà Kỳ Lân trống nặng khoảng 9kg trên một con, gà mái 7kg trên một con. Trang trại của anh Cường hiện có 80 cặp gà Kỳ Lân. Gà trống đặc trưng có bộ râu xòe ra, chân tầm ngón, còn gà mái thì có khả năng sinh sản 300 trứng trên một năm. Với sản lượng bán trứng, gà thịt và gà kiển, hàng năm chủ trang trại rủng rỉnh bỏ túi cả 100 triệu đồng. Thành công bước đầu đã thúc đẩy anh Nguyễn Minh Cường tiếp tục mở rộng trang trại, tăng thêm 200m2 diện tích chăn nuôi, phát triển mô hình nuôi gà mới lạ trong năm 2022. Hướng tới đại hội đoàn các cấp, nhiều công trình đã được đoàn viên thanh niên các địa bàn triển khai thực hiện. Không chỉ mang dấu ấn thanh niên, mỗi công trình còn gắn với đó là những điều thiết thực, ý nghĩa với các địa bàn tình nguyện. Công trình thắp sáng đường quê trên tuyến lộ Đông Cái Tàu thuộc ấp 1, xã Khánh Thuận, huyện U Minh có chiều dài hơn 1 km đã hoàn thành đưa vào sử dụng gần một tuần nay. Trên tuyến có 30 trụ đèn đều là đèn năng lượng mặt trời, được tự động bật tắt vào mỗi ngày giúp bà con lưu thông thuận lợi. Đây là một trong 6 công trình thắp sáng đường quê được huyện đoàn U Minh thực hiện chào mừng đại hội đoàn các cấp với kinh phí đầu tư trên 300 triệu đồng, được vận động từ nhiều nguồn hỗ trợ và đoàn viên bỏ công lắp đặt. Riêng tại xã Khánh Thuận, ngoài công trình trên, đoàn viên còn vận động gần 13 triệu đồng để thi công hồ bơi mini tại điểm trường tiểu học Đỗ Thừa Luông, mục tiêu dạy bơi cho các em nhỏ tại địa phương. Rồi bây giờ coi như có đèn thì coi như là bà con nông dân là phấn khởi, là vui vẻ, rồi bằng đêm hôm là đi tới lôi già cả thịt thể dục rồi kia nó an toàn hơn. Đây là trách nhiệm dân phải bảo vệ. Bây giờ ai phá pháy thì coi như mình phải có trách nhiệm, bị nhà nước với tập thể lo cho mình thì mình phải bảo vệ nó để bảo đảm lâu dài. Sau khi chúng tôi triển khai các công trình phần việc thì đa phần các bạn thanh niên, đoàn viên đều tích cực tham gia thực hiện các công trình phần việc. Các bạn không ngại khó, không ngại đều tranh thủ thời gian và sử dụng hết cái sức trẻ của mình để cống hiến vào trong công tác ở đoàn qua những công trình phần việc tại địa phương. Thứ nhất là công trình nó phải có ý nghĩa thiết thực, nó phù hợp với điều kiện địa phương và cái nhu cầu của địa phương, mình cần những cái gì thì mình sẽ hỗ trợ khi mình khảo sát tại địa phương. Còn thiếu cái gì thì chúng ta sẽ hỗ trợ về mặt đó. Và đặc biệt là chúng ta sẽ cũng hướng tới cái tiêu chí nông thôn mới. Là đơn vị được chọn để tổ chức đại hội điểm cấp xã, hiện nay xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước tích cực thực hiện nhiều mô hình công trình chào mừng đại hội. Ngoài các hoạt động được tổ chức liên tục trong thời gian qua như bếp ăn nghĩa tình quê hương, các chương trình chung tay phòng chống dịch, vừa qua xã đoàn còn vận động nguồn xã hội hóa để thực hiện công trình thắp sáng đường quê trên tuyến lộ thuộc ấp Thị Tường B với chiều dài 1,2 km với kinh phí đầu tư hơn 36 triệu đồng. Với cái sức trẻ của tại địa phương của mình á, thì mình vận động các bạn đoàn viên là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rồi kết hợp với mà mình vận động các mạnh thường quân bên ngoài để hoàn thành cái tiến độ của công trình để góp phần vào cái việc nông thôn mới trong nâng cao trong thời gian tới. Thì hướng tới đại hội, ban thường vụ xã đoàn đã chỉ đạo cho các chi đoàn là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền về đại hội ở nhiệm kỳ 2022-2027. Theo kế hoạch tổ chức đại hội đoàn các cấp hướng tới đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027,
Đại hội điểm cấp cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 19 tháng 2 năm 2022. Đại hội điểm cấp huyện hoàn thành trước ngày 19 tháng 4 năm 2022. Đại hội là dịp để mỗi cơ sở đoàn nhìn lại một nhiệm kỳ hoạt động, xây dựng phương hướng cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời, đây cũng là lúc tuổi trẻ ở nhiều địa bàn lại sôi nổi hoạt động, góp sức mình để hoàn thiện các công trình mới, mang dấu ấn thanh niên, vừa chào mừng đại hội, vừa góp phần xây dựng quê hương. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải thực hiện một số giải pháp để giảm tình trạng ùn tắc tại sân bay. Trong đó, cơ quan này đề nghị các hãng bay điều chỉnh một số chuyến bay trong giờ cao điểm sang bay đêm để giảm tải tại khung giờ này hiện nay. Bên cạnh đó, tăng cường công tác truyền thông đến hành khách về việc bỏ yêu cầu test nhanh trước khi lên tàu bay. Hành khách không nên đến sân bay quá sớm, mà chỉ cần đến sân bay phù hợp với giờ bay ghi trên vé. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, máy soi chiếu an ninh cũng đã được bổ sung để tăng cường công suất phục vụ hành khách. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Chuyển động ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.